ở trọ cạnh hàng xóm người Nhật sống neo đơn. Ngày chuyển đi, cô chú tặng cả phong bì khiến chàng trai xúc động. Một thân một mình sống nơi đất lạ quê xa, may mắn được ở cạnh nhà một đôi vợ chồng già, sống mạnh khỏe cùng nhau không con cái. Thỉnh thoảng chàng trai hay sang nhà bầu bạn, được hai cô chú yêu thương quan tâm như con cháu. Đến ngày phải chuyển đi chỗ mới, cả hai đều không kìm được nỗi xúc động của mình. Ông chú ngồi lặng lẽ, đôi mắt trầm tư nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Trong khi cô thì liên tục lau giọt nước mắt, dúi vào tay chàng trai một phong thư. Bên ngoài được đích thân cô nắn nót từng chữ, viết lời chúc và gửi gắm chút tâm tư. Bên trong, hai ông bà còn gửi thêm chút tiền, xem như gửi thêm cho chàng trai chút quà mọn trước khi rời đi. Dù đã quyết liệt từ chối, nhưng sau khi giằng co, kẻ cho, người không nhận, cuối cùng chàng trai cũng giữ lại bao thư. Được biết chàng trai dự định sẽ chỉ lấy phong thư và gửi lại tiền cho cô chú, nhưng nhiều người xem qua lại khuyên anh không nên làm vậy vì sẽ khiến cho cô chú thêm buồn và thiếu trân trọng tình cảm của hai người. Một số ý kiến được mọi người để lại: bạn đừng nên trả lại tiền, mang tiền đó mua lại một món quà gì đó, tặng lại cho ông bà thay cho lời tạm biệt, để ông bà nhìn vào sẽ luôn nhớ tới mình. Nhìn cách bà chăm chút từng nét chữ như gửi gắm cả tấm lòng, anh định trả lại như vậy giống như không nhận tấm lòng của ông bà vậy đó. Nếu được hãy quay lại thăm ông bà ấy thêm nhiều lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.